So you just press and hold. Okay, okay, what? He's continuing to hold it for it to switch. When you first push it in, it'll go to 30 minutes to make it go to 30. Now, if you... Bây giờ là... Cầm cái ống này. Đây là cơm trưa của Loan nha cả nhà. Đây là cơm trưa Loan đem vô trường học. Bây giờ Loan đem ra. Đây là salad lòng làm. Đây là trứng trứng lòng đào. Trứng lòng đào nha. Đây là một cái trứng lòng đào. Ba trứng, hai trứng. Trứng lòng đào. Salad. Đây là cơm trưa của Long. Trứng lòng đào. Tính quay trong lớp rồi mà lớp nhiều người nói chuyện á, cho nên đem ở đây ăn cho tiện cả nhà. Ngon. Được nghỉ 30 phút ăn trưa. Con đem tới hai món nè. Mà ăn được một món đầu tiên. Có đậu Hà Lan. Cà gót. Bắp, cần tây, ớt chuông, ngon quá. Cái sốt làm dễ lắm, cái sốt luôn làm bằng nước tương, sốt chinh su, đường, giấm. Nếu mà không có giấm thì mình để chanh cũng được nữa. Rồi để còn để bột ớt Hàn Quốc. Nếu không có bột ớt Hàn Quốc mình có thể xài bột ớt khác cũng được. Cái lòng đào nó ngon ghê. Này là lòng luộc hồi tối. Luôn làm hồi tối. Lòng đào ngon quá, quá thì ngon. Rồi cái lòng đào này trong vòng 4 phút, khi mà đủ 4 phút rồi, tao đổ cái nước luộc ra, đổ nước lạnh vô liền để cho cái trứng đừng có chín nhanh đó.
Sáng đi học sớm quá không phải không? Sáng đi học hồi lúc 7 rưỡi. Bây giờ 11 giờ 4 tiếng đồng hồ cả nhà. Giờ mới được ăn. Ăn trong lớp cũng được nhưng mà ăn cái món, mấy cái món nào mà bớt gây ồn. Mấy cái món mà không có làm cho người ta để ý cả nhà. Tôi làm tới hai món nào. Món kia là món mì Nhật mà lần chưa ăn tới. Trâm quá thì ngon. Giờ làm đi vô lớp. Nếu mà được nghỉ thêm một buổi nữa, Loan sẽ quay cái mì mì Nhật Bản nó làm cái nhà. Không hiện hồi luôn đem về nhà luôn ăn. Ăn hết ngon quá, cái bắp quá thì ngọt luôn. Ngon. Hồi tối luôn cho con trai lo ăn thử nha. Thích lắm. Giờ đi trang như là bảy sắc hồi vòng nữa. Đây là cái mì Loan sách đem theo cả nhà, nhưng mà ăn không có kịp. Bây giờ Loan đem, Loan để ra ngoài mì tô nha. Ở trong đây là có nước đá luôn cả nhà, cho nên nó hơi lạnh lạnh. Tại mì này là ăn là phải lạnh, cho nên để lạnh nha cả nhà. Đây có nước đá đây. Rồi Loan cho cái cọng gông biển cắt sợi vô nha cả nhà. Mình mua được gông biển cắt sợi thì mình đỡ tốn thời gian xíu, còn không có mình tự lấy cái miếng bự mình cắt ra cũng được. Rồi qua một bên. Tiếp theo. Cái này là bonito, là cái con cá khô của Nhật cả nhà. Con cá nó khô mà nó cứng luôn á. Người ta bào ra y chang như cái đồ mà người ta bào gỗ á cả nhà. Nó mỏng mà nó mịn á. Nó mỏng lắm mà nó thơm mùi cá lắm. Đây cái bịch này là mua bịch nhỏ nè cả nhà, nó nhìn nè, không biết cái này là bịch dụng hay gì nữa, nhưng mà người ta bào nhỏ như nè cả nhà. Đó ăn thì mình gắp vô như vậy, thơm mùi cá lắm. Muốn ăn nhiều thì để nhiều, muốn ăn ít thì để ít nha cả nhà, sao không được hết trơn á. Đâu có chuẩn bị thêm một bịch nữa rồi, bịch nằm ở đây. Mày ăn cái này nữa không nè? Cho thêm miếng nha. Rồi xong nha cả nhà. Tiếp theo nha. Con đem cái bịch hành này vô rồi mẹ. Cô chổng á, cho nguyên cái lớp. Không phải nguyên lớp mà cái chỗ ngồi nó nghe mùi hành không. Rồi tiếp theo cả nhà, Loan cho hành lá xanh lên. Đó, đi học mà Loan đem đầy đủ như vậy nè. Rồi Loan cho xíu mè lên luôn, xíu thôi, nhiều cũng được không sao hết. Đây cả nhà, đẹp sợ không, con đi học mà Loan đem theo đầy đủ gì luôn nè, mà tại bữa nay về sớm quá. Rồi tiếp theo là cái sốt của Loan làm. Sốt Loan làm đây. Đó, rồi ăn nha. Rồi bây giờ Loan cho chén sốt đi ra ngoài cái chén này, chén bự nha cả nhà. Rồi bây giờ Loan ăn mì soba Nhật Bản, mời cả nhà nha. Ây da, hấp dẫn chưa, chấm vô trong cái chén. Ừ.
Ngon dễ sợ luôn cả nhà. Cái mùi cá nó thơm cả nhà, cộng thêm cái rong biển rồi hành lá lớp nào hộp mè nữa, ngon ghê. Con đi nhà hàng Nhật Bản luôn ăn á, rồi là còn con đi làm ở nhà hàng Nhật Bản nữa, cho nên con biết làm cái món này nha, dễ lắm. Nó cũng tựa tựa như cái bún trắng mà cả nhà coi trên trên mạng đó nha. Người ta thả cái bún xuống ngay chỗ cái ống nước trôi xuống đó, rồi lấy đũa gắp chấm này ăn. Nó cũng tựa tựa như vậy á. Ngon lắm nha cả nhà. Rồi bữa nay con làm hai món, nhưng mà nó ăn được có một món ở trường. Tại trường, tại vì nghỉ chưa được có 30 phút thôi, cho nên Loan ăn được có một món, một còn món đem về nhà ăn cả nhà. Bữa đại học về bên thực hành một tuần học, thực hành một tuần học lý thuyết. Mình nói ăn gì còn họ sao ăn nổi. Ăn gì trước đi, còn hồi ăn nổi không hồi tính tiếp. Cái này còn thiếu thiếu. Ừ. Đồ chiên nữa thì phải. Lo nấu hai giấc mì đó nha. Mẹ Lo ăn hết một cái chén nhỏ, ăn múc riêng một chén nhỏ thôi mẹ. Còn như Lo ăn hết rồi nha. Đây là cái giấc mì Lo mua.
Nó có nhiều loại lắm, có loại trà xanh, rồi có loại loại màu trắng, loại này màu hơi tím tím xíu. Đó, con nấu hai giấc miệng vậy nè, một giấc này rồi nhấc nữa hai giấc, mà mẹ luôn ăn chừng chút xíu à, luôn được ít chứ cả nhà, nó sợ không đủ ăn, con luộc là hai giấc. Bạn sao có hướng dẫn? Ghi tiếng Nhật rồi có tiếng Anh nữa. Còn không biết tiếng Nhật, còn không biết tiếng Anh á, mình nhìn theo cái hình này làm cũng được nữa. Hồi đó là không có biết tiếng Anh cả nhà, mà cũng dòm néo hình luôn, làm từ từ cũng quen. Mà làm trong nhà hàng dễ nhớ lắm. Cái này là của Nhật Bản, lâu qua chợ Nhật Bản nó mua. Nói chung ăn này cũng lâu lắm. Ăn cái này à. Tại vì làm trong nhà hàng Nhật Bản. Làm trong nhà hàng Nhật Bản á, tao thấy tao làm cách thức làm á, rồi lâu lâu rồi cũng lâu lâu thèm. Thèm bây giờ cho nên mua ăn, ăn cái này cũng hơi bị lâu rồi. Tới tháng 4 năm sau mới hết hạn. Thì thôi cả nhà ơi, Loan xin kết thúc cái video ở đây. Loan cảm ơn cả nhà đã quan tâm ủng hộ kênh Loan Kitchen mấy lâu nay. Cả nhà đừng quên và tiếp tục đăng ký ủng hộ kênh Loan Kitchen của Loan để đạt được cái chỉ tiêu mới nhất nha. Thank you so much for watching Loan Kitchen. Bye bye.